trong muôn vàn tấm gương về cuộc sống nghị lực thì tấm gương cuộc sống nghị lực phi thường của một cô gái khuyết tật Nguyễn Thùy Tiên, sinh ngày 20 tháng 2 1991, trú ở thôn Phong Thái, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, Phú Yên, là một trong những tấm gương mà ta phải suy ngẫm. Số phận nghiệt ngã không mỉm cười với cô gái chân quê mang tên một loài hoa đẹp, khi tứ chi co rút teo tốt dần sau nhiều cơn sốt. Cứ tưởng định mệnh đã khép lại ước mơ và khát vọng, không ngờ những câu thơ dung dị bất chợt hiện hữu, thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống. Mỗi dòng thơ chất lọc từ sức sáng tạo nghệ thuật của cô bé khuyết tật đều được viết trên điện thoại bằng ngón tay út và được lưu lại trong Facebook cá nhân. Đó là những lời của nhà báo Phan Thế Hữu Toàn đã viết. Để biết cô gái ấy tâm sự những gì qua những dòng thơ mộc mạc, xin mời các bạn yêu thơ hãy lắng nghe. Tiếng ba ơi, con khóa chặt nơi lòng, nào dám mong được cùng tháng người đón từng cơn mưa đổ. Lòng con thơ có hạnh phúc vô vàn, tiếng nói cười giòn tan miền sơn cước, vòng tay ấm hương tình thân quen thuộc. Mình yên người yêu con nét nâng đồng ngoan hiền, không ca than dẫu triền miên bền tật. Con mến người vẻ hiền lương chân chất, lòng hỏi lòng ba là thật hay mơ. Bác là ba là hạnh phúc bất ngờ, quà thường đế cho con khờ bao.
khắc sâu vào tâm trí. Tiếng ba ơi, tiếng ba ơi, con đã gọi thành thank you.